Ok. Gì đây? Có từ Philippines, Elo chỉ có 1.800. Rồi, mình sẽ đến đối thủ Indo, à Ba Lan, 1.948. Anh chơi khai cuộc English. Đây biến về khai cuộc Cam Minh Hậu không chấp nhận rồi. Lên tốt. Chúng ta thấy là như vậy là trắng đã tự khóa con tượng ở trong. Rồi, mình sẽ đẩy tốt để đưa mã lên C6. Ăn luôn. Ăn. Con gì ăn đây? Lấy mã ăn thì mình sẽ lấy tốt ăn lên. Chúng ta sẽ không đổi hậu sơ. Trắng đang phải suy nghĩ. Chiếu. Rồi, ở đây mình lên tượng thì sẽ bị mất tốt. Ăn đấy. Ok. Đưa mã lên. Nhập cả. Đấy, tốt. Chúng ta thấy là có vẻ như trắng chuẩn bị đuổi tượng. Rồi, mình sẽ lên tượng để giữ tốt. Ok, mình sẽ lùi tượng về đây. Giờ đánh thế nào đây? Ok, mình sẽ về mã để tránh bị tượng ăn, sau đó tốt ăn lên thì trắng sẽ đưa xe ra tấn công tốt yếu này. Bây giờ xem nào. Đuổi cái đi. Về đây. Rồi, đây mình đang có tốt cô lập, hơi yếu so với trắng. Đưa mã lên. Ok. Chạy tượng. Lên đấy. Cũng chưa biết để làm gì. Rồi, mình sẽ ra xe để chuẩn bị lao mã lên, bắt tượng. Ok. Chúng ta thấy là bên trắng sẽ không ăn được vì xe đang ghim, ghim tốt. Ấy da. Từ nhá. Lao hậu ra đây à? Không được, từ cho mình ăn đây. Không chiếu được. Có lẽ trắng đã tính nhầm rồi. Rồi. Mình biết mà. Trắng đã tính nhầm như này. Đẩy tốt lên. Khỏe luôn. Chuẩn bị nước chiếu hết. Đưa mã lên. Ok. Bàn thắng thuyết phục của CTC. Chúng ta sẽ tiếp tục. 1990 European Liên minh châu. Anh ta để cờ Liên minh châu. Mình sẽ đánh theo kiểu đinh liên đây nè. Thôi, đánh theo kiểu bức tường Berlin. Sau mình sẽ nhập thành thôi.
tượng ăn. Nhập thành thôi. Rồi, bây giờ mã mình sẽ tấn công con tốt này. Lên tượng của em mình sẽ phang ngay. Không thể khác được. Lao mã lên đấy á. Chưa hiểu lắm. Phang thôi. Phang hậu có thể mang lên nào. Mình sẽ phang tiếp con mã này. Ok. Phang thôi. Có lợi là phải chém ngay. Cao thủ Liên Minh Show về mã. Về mã đấy á. Như vậy là anh đang tránh cuộc giao tranh. Xem mình sẽ đánh thế nào đây. Rồi, mình sẽ phát triển tượng để chắn khỏi xe tấn công con tượng này. Tượng lao lên phe ngay. Bây giờ mình hơn một tốt rồi, có thể đổi quân nếu cần. Chúng ta xem chúng ta sẽ chạy đi đâu đây. Ok, có lẽ về đây thôi. Cho thấy nếu về ở D này thì sẽ bị, ôi, bỏ quân à? Mạo hiểm vậy. Chúng ta thấy cao thủ châu đánh rất ảo. Rồi, anh đã chịu thua ngay. Chúng ta tiếp tục. Chạy đâu? Sao đấy? Checkmate kìa.